Cây tí ông bán hết rồi không xem. Mấy cây bây giờ còn có, còn có 3 cây nhỉ? 25 cây rồi còn có 3 cây. Khó thật. Đây, cây này, cây này lắm. Hai mẹ con cứ bảo bây giờ cái này đẹp này không mua. Hai mẹ con vừa đi đây thôi. Thợ buôn đấy, không phải được người chơi đâu đấy. Vâng, buôn trên bưởi đấy. Biết rồi, biết rồi. Lần nào cho xuống lấy mấy cây. Nó lạ gì đâu. Cháo xuống ít nhất là 2 cây, 3 cây. Trên đấy biết hết mà. Nó đang trong tầm ngắm cây kia. Trên đấy toàn này. Trên đấy toàn người có tiền dễ mà. Đó, người nhiều tiền vẫn mua toàn cái loại như này thôi. Đó là cây kỹ thuật. Bán cho nhà, bán cho nhà, bán cho nhà giàu mà. Lá dày, lá đẹp, quả như kiểu nhựa, quả như là nhựa. Hoa đây, hoa đây, đây đây, hoa đây quả kia. Ở đây quả, quả đây này, quả đó. Đây là quả đẹp nhỉ, giống như cái là sao già khu đế nguyên nó sống ở đất Bắc này đã 20 năm rồi. Đây là cây gì từ đây, cái cây vừa xem cây nhỏ nhỏ kìa, đây nó kia quả đấy, quả cái cây ngô đồng hả, cái này á 6 triệu những cây ngô đồng 16 đâu. 16 hay 6 nhỉ? 66. 66. Quả sung nhỉ? Cây sam đúng không? Đúng rồi. Sam trái, trái đẹp này. Trái đẹp lắm này. Cây này anh ạ, là sau này quả đấy nằm bên trên này này. Đọc xem lúc nào ông nào ăn được ít sung cá quả to, đấy. Quả đấy. Quả cả. Xem có khách ăn được cái sung cá to thì em bảo. Đâu? Cái bố này gần nhà, nó trên sông rồi. Nam Định. Sông cá to, đàn thế đâu hết rồi. Đèo bố ở đây mà bán. Là làm sao được, mẹ tời ba lăng, mười ba lăng. Úi giời ơi, dễ lắm. Hả? Thì to lắm. To mà. Đó là gần chục cây. Đá đẹp. Gốc Hòa Bình. Cái này đá mà nó sẵn đeo như này đẹp lắm nhỉ. Sơn cá trên núi Hòa Bình. Đá nhựa đẹp. Ngã giống như lá giả. Như là giả. Đá dày thì còn đẹp. Cái này cũng cổ lắm rồi này. Thế nào ngay. Hàng không. Hôm trước mày mua một cây phải không? To đẹp. Gốc to to. Nó luôn đấy. Nhà thì có ở đây. Đẹp. Quả, quả hay hoa? Có đẹp không? Quả. Quả đẹp, quả đẹp, quả đẹp, quả đẹp, quả nhưng mà nó cao bằng nào, quả nó còn ra quả có đậu quả to, tuy quả to nhưng liệu nó có hai loại chứ không phải một loại, là quả chín chín cút, có loại bằng linh sam siêu dí, lá siêu dí siêu nhỏ đây. Vối đây, vối. Vối quái, cái này thấy lâu lâu rồi, hôm nay lại thấy. Vối. Mình cũng là người ướp một cái vối. Anh bảo cái. Người ướp một cái vối. Nhưng mà cái này bảo đắt lắm, không chơi được. Bất kinh khủng lắm. Đây là mình quế này. Giờ chiếc rêu nó đỏ hết cả gốc. Bây giờ là... Từ trước bảo hình như bảo 12 triệu thì cũng chạy có rẻ.
quay bên này đây cho anh em coi. Bà Lâm phải đúng không? Không, cây người lấp ló đằng sau được. Nhiều khi gây tò mò phết. Tùng nó ác chiến nhỉ. Ngược, ngược mặt trời khó quay quá. Nay lại xác định đi chơi thôi, không hỏi giá nữa. Ngày chơi xong khoảng có mùa hè mát. Túc sộp, túc sộp không đá. Đây, chủ lẫn khách đều thong thả, không có vội vàng bán chạy gì cả. Không hỏi giá, hỏi không thực tế. Đẹp quá. Thằng này nó thợ đấy. Không Ngọc Mai. Cái lao này Ngọc Phút chung là Ngọc Anh Hoa thơ hơn Ngọc Phút. À, chậu là mấy trăm rồi, chậu lắm chắc rồi. Tôi muốn mua cái đất của Nhật thì mua ở đâu? Đất cái đất Nhật chứ. Đất nham thạch, đất núi lửa đấy. Nhật quế. Ê, anh Nhật là ba. Diệu pháo, ngọc bút. Giang bác mình tổng thể các bác nhé. Từ cái chậu này là không biết rồi. Không có giá trị nào thì cây khôi chẳng hạn, mất hoàn toàn giá trị. Nhiều khi các bác cũng để ý bảo cây đắt thế, nhưng mà các bác nhìn tổng thể nhá, cây nó trông trông trọng lâu rồi, giá thì cái vẻ đẹp nó như nhau. Ra màn quá nhưng mà vẫn bán chạy hàng rất giữ giá như nữa. Đây tìm cái cây mè đôi mè ai nhỏ nó tiền được bao nhiêu.
2-2. À đây. 3-2. 3-2. Đó. Lắm rồi. Quá đẹp. 3.5. Đó. Cái cây to trong kia. Đẹp rồi, không phải đi bán. Đi bán thì nhiều tiền hơn. Cái này về mình chăm được không? Chú thủy này, phóng viên này nó còn mua một cây nó còn đã hơn đang để chú thủy. Đây tiền chục của mình đi. Mai tiền chục. Cái này đã ăn vui. Hàng mini, hàng mini chơi vào nghệ thuật. Đang mùa hoa tích lắm, mai chú thủy đang mùa hoa. Riêng ở đây mỗi quầy của tôi với con tôi là nhất cái chợ này, không có ai vượt mặt. Thằng trong kia chỉ có con tôi. Cái thằng ở chỗ cái bốt điện là con dai rồi đấy, không ạ, chả phải ai. Cái thằng trắng trắng cao cao đấy. Ông bảo là cái thằng thanh niên trong kia cây à. Đẹp lắm, một cây tôi đấy. Đấy là vườn nhà tôi, vườn nhà ai. Bốn cái vườn. Đây có bốn cái vườn. Đây chợ mà ba. Trong kia nó mà biết đại gia chợ đấy. Bạn thì tôi chắc cũng tưởng chú mình đây là khả năng kia. Thôi rồi, thâu tóm cả chợ. Chùm chợ rồi. Bộ ba mai chú. Cây chú đánh cờ đấy. 3.5. Cờ đấy là con đấy chứ còn ai. Đây bonsai ở đây là nó thật hàng nhà tôi là đây. Cây mai lá ngoạn nhất đấy. Lá này là lá lớn rồi, rồi. Lá lớn nhìn thấy. Cái lá lớn mà nhìn cái bệ này đi. Cái bệ nó lá lớn, cây lá lớn. 3 triệu. 3 cây như nhau, 3.5. Đang mùa hoa thơm lắm. Một điều nữa là cây này là cây xịn. Đúng không? Cây xịn lá này này, lá nhỏ. Nói chung các bác phải chơi. Cây to trong kia giảm giá thì... Ý ông giờ ông đi xuống xe ông giảm xuống bao nhiêu nha. Thì thực tế mình cầm cây mình xem đàng hoàng Hà Nội thì thế giảm bao nhiêu đúng không anh? Đúng. Còn mua thì vừa bán chứ. Nếu chợ người ta đương nhiên người ta phải đúng. Anh em mình biết thì đây nó là cây thật làm sao chứ cây giả đâu. Làm sao? Giả. Giả. Có mỗi chậu giả Trung Quốc. Câu chậu ấy là chậu đâu có giả Trung Quốc. Chậu giả thì gọi là giả. Việt Nam làm. Đấy có tiền mà bút ba con này về chơi. Cây về cây chăm được. Cái này chăm không phải. Ôi cái giống này cắm dâm cạnh sống mà. Cái này ông cũng mua thêm một cái đĩa đấy, ông đổ nước xuống dưới thôi, thiếu thủy đấy mà. Mua cái đĩa đang trắng ở đây là 20 bạc. Cái ông lấy xong đổ nước vào đấy, lẻ trên bản nước thì... Không phải tưới luôn. Tưới tổng. Càng không cho ăn lá nó càng nhỏ lại, nó càng sẵn. Cái này thì càng vậy thì càng nhiều hoa, nó gầy ra nó càng nhiều hoa, ok. Hôm nay tôi bảo là nhiều tiền hơn. Một đoàn bán nó sẵn như này. Lên nhiều hàng hay, me, đôi me. Chơi bonsai là chuẩn rồi. Lá nhỏ hoa thơm. Mấy giờ đóng cửa? Để tối khi giờ đấy thì hôm qua vào đây thì đóng cửa rồi. Tức là tối người ta mới mang về. Bây giờ người ta đang